Chiến dịch phản công Đường Chính Nam Lào. Đầu năm 1971, Sư đoàn 1 quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã phải chịu thất bại nặng nề trước cuộc phản công của tướng Nguyễn Chơn. Thời điểm đó, Mỹ và quân đội Sài Gòn đẩy mạnh chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, mở các cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Đông Dương với lực lượng nòng cốt là quân ngụy, được hỗ trợ tối đa từ hỏa lực Mỹ. Mục tiêu là phá hủy tuyến vận tải và các căn cứ hậu cần chiến lược của ta ở Trung Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia, cô lập chiến trường miền Nam, ngăn chặn các đợt tiến công lớn từ ta và thử nghiệm khả năng quân đội Sài Gòn theo chiến lược mới. Nắm bắt rõ tình hình, Bộ Chỉ huy và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch phản công Đường Chính Nam Lào để tiêu diệt một lực lượng lớn địch, đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân của họ, bảo vệ tuyến vận tải và cơ sở hậu cần chiến lược của ta, đồng thời chuẩn bị cho cuộc chiến lớn hơn. Ngay từ giữa năm 1970, dự đoán địch sẽ mở rộng hành quân tới Trung Hạ Lào và ngã ba biên giới, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, vật chất và phối hợp với đồng minh Lào sẵn sàng đối phó. Đang tham gia chiến đấu ở chiến trường khu 5, ngày 10 tháng 6 năm 1970, Sư đoàn 2 bất ngờ nhận lệnh hành quân gấp ra Bắc Đường Chính với nhiệm vụ đầy thách thức và khẩn cấp. Sư đoàn 2 đơn vị chủ lực của quân khu 5 tưởng rằng có sự nhầm lẫn nên đã liên hệ lại để xác nhận. Tư lệnh quân khu trả lời rõ ràng, đó là mệnh lệnh, hãy nghiêm chỉnh chấp hành. Cuối tháng 6 năm 1970, Sư đoàn bắt đầu hành quân và đến giữa tháng 8, toàn bộ đơn vị đã tập kết tại vùng rừng núi Bắc Đường Chính, huyện Mường Phìn, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Thời gian này, tướng Nguyễn Chơn, trên cương vị sư đoàn phó, đã cùng một số cán bộ tham dự lớp tập huấn do Quân ủy Trung ương tổ chức. Ngày 24 tháng 8 năm 1970, lớp tập huấn khai mạc và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tới phát biểu chỉ đạo. Ông nhấn mạnh yêu cầu tập trung tư tưởng vào các trận đánh lớn, hiệp đồng binh chủng hiệu quả để tiêu diệt các lực lượng trung đoàn, chiến đoàn và sư đoàn địch. Tháng 12 năm 1970, tướng Nguyễn Chơn được cấp trên bổ nhiệm làm sư đoàn trưởng sư đoàn 2. Đến ngày 21 tháng 1 năm 1971, khi địch chưa kịp triển khai hành quân, sư đoàn 2 nhận lệnh từ bộ sắp xếp đội hình chiến đấu, sẵn sàng đón đánh bất kỳ lực lượng nào đổ bộ từ Bản Đông đến Sepol. Nhiệm vụ của sư đoàn là tiêu diệt sinh lực địch, bắn rơi máy bay và bảo vệ vững chắc tuyến vận tải chiến lược. Trong hồi ký của cố trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên tư lệnh đoàn 559, ông ghi lại suy nghĩ khi nhận tin về âm mưu của địch. Tôi thấy ngay sự phiêu lưu chủ quan của Mỹ và quân ngụy, vì chiến trường rừng núi nơi đây không phải là nơi mà lính Mỹ hay ngụy có thể phát huy sức mạnh. Hơn nữa, từ lâu, Bộ Thống soái đã xác định Đường Chính Nam Lào là chiến trường đối đầu chủ lực giữa quân giải phóng và mọi lực lượng đối phương. Ông cũng nhấn mạnh Đường Chính là huyết mạch chi viện chiến lược, bao gồm hành lang Đông và Tây Trường Sơn, là tuyến vận tải sống còn. Vì vậy, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng với trận địa phòng không nhiều tầng lớp, các lực lượng chiến đấu và hậu cần dồi dào tại đây. Lực lượng chủ lực tinh nhuệ, đặc biệt là dự bị chiến lược, luôn sẵn sàng đánh trả mọi động thái của địch trong khu vực chiến lược này. Trước khi địch phát động chiến dịch lớn, mọi công tác chuẩn bị từ cấp chiến lược đến các đơn vị trên địa bàn Bắc Nam Đường Chính đã hoàn tất. Bộ đội 559 đã thiết lập 7 khu vực tác chiến tại chỗ, huy động một sư đoàn và 5 trung đoàn phòng không tham gia chiến dịch. Lực lượng này bao gồm một trung đoàn tên lửa từ bộ, 10 tiểu đoàn pháo cao xạ, cùng 25 đại đội và 33 trung đội súng máy cao xạ bố trí thành 8 cụm, với tam giác trọng điểm là Bản Đông, Tha Mé, La Hạp, tạo nên mạng lưới phòng không nhiều tầng, sẵn sàng nghênh chiến. Các tuyến chiến dịch đã hoàn chỉnh, với kho dự trữ hơn 3.000 tấn hàng hóa chiến lược tại khu vực Đường Chính. Trước khi chiến dịch bắt đầu, tướng Chơn nhận điện từ đồng chí Đồng Sĩ Nguyên hỏi về tình hình đạn dược, lương thực và thông tin liên lạc. Ông đáp, bộ đội Trường Sơn đã bảo đảm đầy đủ cho sư đoàn. Chúng tôi nhất định sẽ giành chiến thắng. Giọng trầm ấm từ đầu dây bên kia, tướng Đồng Sĩ Nguyên động viên, chúc sư đoàn 2 thắng lợi. Phải quyết tâm chặn đứng, bao vây và tiêu diệt địch, không để chúng còn đường lui. Ngày 31 tháng 1 năm 1971, Mỹ và quân đội Sài Gòn khởi động cuộc hành quân Lam Sơn 719, đánh vào tuyến Đường Chính Nam Lào. Chúng huy động hơn 40.000 quân ngụy Sài Gòn, trên 6.000 quân Mỹ, cùng một lực lượng hỗ trợ hùng hậu từ không quân, xe tăng, thiết giáp và pháo binh. Với khí thế ào ạt, địch nhắm vào các điểm cao dọc đường chính, kỳ vọng nhanh chóng kiểm soát Sepol và đoạn đường từ Bản Đông đến Sepol, lập một tuyến ngăn cách, cắt đôi Đông Dương, đe dọa miền Bắc Việt Nam, uy hiếp cách mạng Lào và cắt đứt tuyến tiếp tế của ta vào miền Nam. Tuy nhiên, chúng không hề hay biết mình đang lọt vào thế trận được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Lực lượng ta đã chủ động chờ sẵn, sẵn sàng chặn đứng và tiêu diệt địch, quyết không để chúng có đường lui.
Ngày 8 tháng 2, sau khi địch triển khai chiếm lĩnh khu vực tập kết, lực lượng Ngụy với sự yểm trợ của hỏa lực Mỹ tổ chức thành 3 cánh quân vượt biên giới Việt-Lào. Hướng tiến chính bao gồm chiến đoàn đặc nhiệm với lữ đoàn dù số 1 và 2 thiết đoàn 111, tấn công theo trục đường chính bằng cơ giới và thiết giáp. Tiểu đoàn dù thuộc lữ đoàn dù số 1 được cơ động bằng máy bay lên thẳng, đổ bộ đánh chiếm Bản Đông. Trên hướng thứ yếu, lữ đoàn dù số 3 Ngụy cùng tiểu đoàn biệt động quân do đại tá Nguyễn Văn Thọ chỉ huy, cơ động bằng trực thăng, đổ bộ để thiết lập các căn cứ hỏa lực trên các điểm cao 500, 316, 655, 543, 532, 546, 570 và 611. Một hướng tiến khác do sư đoàn một bộ binh Ngụy đảm nhiệm, nhắm vào đồi Cô Bốc và các điểm cao 619, 537, 550, 532, 540. Thực hiện quyết tâm chiến dịch của bộ chỉ huy, các lực lượng đã được bố trí kín đáo trên mọi hướng, ém sẵn trên các chốt, sẵn sàng khai hỏa cản bước tiến của địch, làm giảm nhịp độ tấn công của chúng và tạo ra yếu tố bất ngờ, tiêu diệt sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, bảo vệ các kho tàng và tuyến vận chuyển. Những đơn vị cơ động, chủ lực của ta đã tổ chức phục kích và tập kích địch tại các điểm trọng yếu như Bản Đông. Ngày 8 tháng 2, tại hướng tấn công chủ yếu, bộ đội ta đã đập tan nhiều đợt tiến công của quân Ngụy khi chúng vượt biên vào Lào. Lực lượng ta vẫn giữ vững các chốt, đặc biệt vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày tại khu vực đường 16, trung đoàn 88 thuộc sư đoàn 308 vừa cơ động tới AIA, đã kịp thời đối đầu với lực lượng địch vừa đổ bộ xuống điểm cao 316, sát trận địa pháo của ta tại Làng Sen. Ngày 10 tháng 2, quân địch tạm chiếm Bản Đông, nhưng lực lượng ta quyết không nhượng bộ, tiếp tục kiên cường bám trận, không cho chúng tiến lên Sepol. Đêm ngày 11 tháng 2, quân ta tổ chức tập kích vào tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn dù số 1 tại Bắc Sê Nung. Ngày 12 tháng 2, quân ta tiếp tục đột kích vào tiểu đoàn biệt động quân 39 vừa đổ bộ xuống điểm cao 500. Đến thời điểm này, bộ chỉ huy chiến dịch quyết định kế hoạch tác chiến, kiềm chế địch trên các hướng, chia cắt đường chính con đường huyết mạch nối Quảng Trị, Việt Nam, qua tỉnh Sa Vãn Nạ Khệt, Lào, nhằm cô lập lực lượng tinh nhuệ của địch tại Bản Đông, ngăn chúng tiến lên Sepol. Nếu địch cố gắng phá vỡ tuyến bao vây để tiến lên, ta sẽ tập trung lực lượng mạnh, đưa chúng vào thế sa lầy và tiêu diệt lớn tại đó, từng bước triển khai thế trận phản công toàn chiến dịch. Ngày 15 tháng 2, các đơn vị chiến dịch trên cả ba hướng đồng loạt mở đợt phản công diệt địch. Ở hướng chủ yếu, điểm cao 500, do tiểu đoàn số 39 thuộc liên đoàn biệt động quân số 1 Ngụy chiếm giữ, được chọn làm điểm đột phá. Đây là vị trí chiến lược quan trọng nằm sát trục đường 16B, nối đường 16A với Bản Đông. Do một đơn vị thiện chiến địch trấn giữ cùng sự hỗ trợ từ pháo binh và không quân Mỹ, khiến địch coi đây là chốt chặn trọng yếu ở phía Bắc. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 308 giao cho Trung đoàn 102 nhiệm vụ thực hiện trận đánh quyết định này. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 2, quân ta sử dụng chiến thuật vây lấn, hỏa lực chế áp, liên tục phá hoại các mục tiêu. Dưới lưới phòng không dày đặc của ta, không quân địch gặp nhiều khó khăn khi tiếp viện cho điểm cao 500. Địch ngày càng suy yếu, chống trả yếu ớt. Chiều ngày 20 tháng 2, quân ta hoàn toàn kiểm soát điểm cao 500, tiểu đoàn biệt động quân 39 bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp đó, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 2, Trung đoàn Bộ binh 64 phối hợp với Trung đoàn Pháo binh 45 và một đại đội xe tăng, thực hiện trận then chốt tiêu diệt căn cứ 31 tại điểm cao 543, xóa sổ lữ đoàn Ba Dù, bắt sống đại tá Thọ và ban tham mưu của lữ đoàn. Ngày 4 tháng 3, Sư đoàn 1 quân đội Sài Gòn đổ quân chiếm giữ các điểm cao 660, 723 và 748 nhằm chuẩn bị tiến lên Sepol, trong đó Trung đoàn 1 đóng ở điểm cao 723, Trung đoàn 2 và 3 chiếm các điểm cao 660, 462 và 651. Với quyết tâm bẻ gãy cánh quân phía Nam, tiêu diệt sư đoàn 1 địch, không cho chúng vượt lên Sepol, Bộ Tư lệnh Chiến dịch giao nhiệm vụ cho sư đoàn 2, được tăng cường một tiểu đoàn từ Trung đoàn Pháo binh 368, tiến hành trận đánh then chốt tiêu diệt Trung đoàn 1 của địch tại điểm cao 723. Tiếp theo là Trung đoàn 2 tại các điểm cao 660 và 462. Sau khi trực tiếp trinh sát và nghiên cứu kỹ tình hình, tướng Nguyễn Chơn nhận thấy rõ ý định của địch là tiến công lên Sepol. Ông đề xuất một chiến thuật táo bạo, thay vì đối đầu trực diện, sẽ ép địch rời khỏi công sự để phản ứng và tổ chức tấn công bên ngoài, từ đó tiêu diệt toàn bộ trung đoàn địch. 6 tiểu đoàn lập tức được bố trí bao vây, đón lõng dọc đường hành quân của địch. Phương án này được Bộ Tư lệnh Chiến dịch chấp thuận, và đội hình đã chiếm lĩnh vị trí bao vây vào đêm ngày 8 tháng 3. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3, ta huy động tối đa hỏa lực, từ cối 82 ly, JKZ-75, pháo J-74 đến cối 160,
rồi liên tục lên điểm cao 723. Mặc dù được không quân yểm trợ, địch vẫn bị pháo phòng không của sư đoàn ngăn chặn. Nhận thấy dấu hiệu địch chuẩn bị rút quân, tướng Chơn triệu tập cuộc họp khẩn trong đêm 15, ra quyết tâm tiêu diệt trung đoàn 1. Đồng thời, ông lệnh cho tiểu đoàn 15 công binh mở rộng vòng vây có kiểm soát, khiến địch tưởng rằng đường rút về Sepol đã rộng mở. Các đơn vị đón lõng được dặn dò không bỏ lỡ thời cơ diệt địch. Đúng như dự đoán, khi vòng vây vừa nới lỏng, sáng 16, địch bắt đầu tháo chạy khỏi 723 theo hướng Tây Bắc về Sepol. Tiểu đoàn B của trung đoàn 1441 nhanh chóng tiến chiếm 723, đánh vào sau lưng địch. Pháo binh ta bắn chặn các ngã đường để dồn quân địch vào khu vực bố trí sẵn lực lượng. Thời cơ quyết định đã đến, sư đoàn dội 1.000 quả pháo, gấp đôi lượng dự kiến. Khi pháo vừa ngừng, các tiểu đoàn bộ binh tiến sát, chia cắt từng cụm địch và bắt đầu tiêu diệt. Đến 11 giờ ngày 16 tháng 3, địch hoàn toàn bị bao vây, tiểu đoàn 1 của chúng đã bị xóa sổ. Các tiểu đoàn khác của trung đoàn 1 địch trong trạng thái hoang mang, tinh thần suy sụp. Với mục tiêu không chỉ tiêu diệt trung đoàn 1 mà còn khóa chặt trung đoàn 2 đang chốt tại điểm cao 660, ta nhanh chóng điều một phần lực lượng tiến về điểm cao 660, trong khi phần còn lại tập trung tiêu diệt hoàn toàn trung đoàn 1, để sau đó phối hợp cùng các đơn vị khác kết liễu địch ở điểm cao 660. Tại khu vực điểm cao 723, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Quân giải phóng từ nhiều hướng phía Tây, Đông Bắc, Đông Nam nhất tề tiến công mạnh mẽ vào đội hình trung đoàn 1 của địch, tạo sức ép dữ dội. Trước sức tấn công dồn dập, trung đoàn 1 của địch dần tan rã. Đến 10 giờ 30 ngày 17 tháng 3, sở chỉ huy trung đoàn 1 bị tiêu diệt, đại tá trung đoàn trưởng bị hạ gục trước đó. Kết thúc trận chiến, quân ta tiêu diệt và bắt sống 1.700 tên, bắn rơi nhiều máy bay và thu hàng trăm vũ khí cùng nhiều quân trang, quân dụng. Tại điểm cao 660, quân địch đang gồng mình cố thủ nhưng nhanh chóng trở nên hoảng loạn khi nhận tin dữ rằng điểm cao 723 đã thất thủ. Lo sợ phải chịu chung số phận, chỉ huy địch ra lệnh cho Trung đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa rút lui, nhưng đã quá muộn. Quân ta đã cơ động kịp thời về 660, siết chặt vòng vây, ngăn không cho địch thoát thân. Đêm ngày 20 tháng 3, ta họp khẩn, quyết định điều tiểu đoàn 40 từ 723 về phối hợp với đại đội 7, tiểu đoàn 60, tạo thành hai mũi tấn công. Vào 3 giờ 30 sáng ngày 21, trận tổng tiến công vào Trung đoàn 2 của địch chính thức bắt đầu. Sau trận pháo kích dữ dội, các đơn vị bộ binh đồng loạt xung phong, chia cắt, tiêu diệt từng cụm quân địch. Qua hơn 3 ngày chiến đấu liên tục, quân ta đã gần như tiêu diệt hoàn toàn trung đoàn 2 của địch, loại khỏi vòng chiến đấu gần 1.300 tên, thu 4 khẩu pháo 105 ly, 54 máy PRC-25 và bắn rơi 36 máy bay. Ngày 23 tháng 3, ta giải phóng Bản Đông, kết thúc chiến dịch phản công đường chính Nam Lào. Trong chiến dịch, sư đoàn 2 lập nhiều chiến công lớn, tiêu diệt hoàn toàn trung đoàn 1 và đánh thiệt hại nặng trung đoàn 2, làm suy yếu sư đoàn 1 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chiến thắng của sư đoàn 2 là bước tiến quan trọng, góp phần vào thành công vang dội của chiến dịch lịch sử đường chính Nam Lào. Tướng Nguyễn Chơn, được xem là linh hồn của sư đoàn bộ binh thép 2 thuộc quân khu 5, đã vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1970. Sinh năm 1927 tại xã Hòa Minh, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, ông từng chiến đấu tại chiến trường khu 5 trong kháng chiến chống Pháp. Với trí tuệ và bản lĩnh nổi bật, tướng Chơn đã chỉ huy nhiều trận đánh lớn, nổi bật là trận tiêu diệt tập đoàn phòng ngự Bắc Kon Tum và xóa sổ đơn vị quân Pháp tại đèo An Khê, Gia Lai. Trong kháng chiến chống Mỹ, tướng Chơn tiếp tục chiến đấu tại khu 5, từ cán bộ tiểu đoàn, phát triển thành trung đoàn trưởng trung đoàn 1 của sư đoàn 2 tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Cuối năm 1970, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 2. Đầu năm 1971, ông chỉ huy sư đoàn 2 tham gia chiến dịch đường chính Nam Lào, giành thắng lợi vang dội và sau đó được giao nhiệm vụ giải phóng cao nguyên Boloven tại Lào. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, sư đoàn 2 dưới sự chỉ huy của ông đã giải phóng Tam Kỳ, sau đó cùng lực lượng quân khu 5 tiến công giải phóng Đà Nẵng. Từ năm 1979, ông là tư lệnh quân đoàn 2, sau đó giữ chức tư lệnh quân khu 5 và trở thành phó tổng tham mưu trưởng. Cuối năm 1993, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video, các bạn có đồng ý với bài viết của tác giả không? Hãy để lại ý kiến bình luận nhé! Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Sử Việt Aret vào lúc 19h30 hàng ngày nhé ạ. Xin chào và hẹn gặp lại!